Chào bác nhé, hôm nay cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu các bác lô máy cưa xích Nhật bãi, lô này em lên lô chữ C các bác nhé. Sẽ gồm có cưa rất là đẹp các bác nhé, có những hệ cưa tay dài tay cụt đời cao, đời siêu VIP các bác nhé. Makita đẹp này, đây có Shidewa nhé, Shidewa 039 trợ lực lớn, Echo trợ lực lớn này, Shidewa này, Echo cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Rồi số điện thoại cửa hàng là 0976 2330. Bác xem clip thì vui lòng cho em xin nút like các bác, đăng ký kênh và chuông thông báo. Sản phẩm khi các bác mua cưa xích bên em sẽ gồm có 3 món theo kèm giũa tiếp tô vít nhá. Rồi, bên em bán hàng có ship hàng toàn quốc cho các bác luôn, có ship hàng toàn quốc cho bác luôn. Em xin phép giới thiệu chi tiết luôn cái lô máy ngày hôm nay. Thì đầu tiên ngày hôm nay giới thiệu các con C1. C1 ngày hôm nay thì giới thiệu các bác con máy đến từ thương hiệu của Makita. Con này rất đẹp các bác nhá. Con này cắt khai thác bán chuyên nghiệp, cắt tầm trung rất là ngon. Máy rất đẹp luôn này. Đó, con này được trang bị công suất rất là mạnh nhá. Máy sẽ đi theo công suất là 40cc nòng 40 ly. Các bác hạ cây đứng cắt vanh gỗ tầm đường kính 45-50 là rất là ngon nhá. Và đặc biệt thì có van xả áp này. Đó, những con máy đến từ thương hiệu Makita thì quá mạnh rồi, quá khủng rồi. Lam của nó mặt cắt là đĩa 35-40 xích chung 91, rất đẹp luôn các bác nhá. Con này thì khỏi chê luôn. Đấy, mà tiền chưa chảy luôn các bác nhé. Trọng lượng máy 5kg. Đấy, con này giá chỉ 1,7 triệu thôi. Giá chỉ 1,7 triệu thôi. Các bác nào muốn mua con máy nhé, mà giá mềm, hàng chất giá mềm, thì có tham khảo con này. Con này cắt cực kỳ sướng luôn, cắt cực kỳ lợi xăng. Rồi em test nổ con C1 cho các bác ngày hôm nay. Triệu bảy các bác có thể mua con máy 40cc đồng 40 ly đến từ thương hiệu Makita, rất nổi tiếng các bác nhé. Con này thì cắt cực kỳ phê luôn. Rồi tiếp theo này, C2 ngày hôm nay thì em có con máy đến từ thương hiệu của Echo nhé các bác nhé. Con này Echo 332 nhé, hệ cưa của anh em miền Tây. Con này hệ khai thác tầm trung, máy được trang bị công suất là 33cc đồng 39 ly các bác nhé, nòng 39 ly. Và các con này thì nó sẽ sở hữu cái tua rất là lớn. Hệ này thì nó cắt rất là khỏe. Và đặc biệt thì máy Echo thì máy càng nóng càng bốc càng dễ nổ nhá. Độ tiêu hao nhiên liệu cực kỳ là ít. Trọng lượng của con máy này là 5kg. 5kg các bác này. Lam của nó mặt cắt là 35-40 xích trùng 91. Con này đi cắt dừa, cắt keo, cắt xoan này, các bác cắt cả ngày luôn nhá. Đó, máy càng nóng càng bốc dễ nổ luôn. Cái hệ này xài châu bò, siêu châu bò luôn. Và phân khúc mà trên dưới 2 triệu các bác muốn mua con máy châu bò nhá. Hàng Echo xài mạnh mẽ khỏe, tiết kiệm nhiên liệu. Đặc biệt thì châu bò húc thì có thằng ở con này. Con này giá 1,9 triệu thôi, bao phí ship cho các bác. Còn C2 giá 1,9 triệu là bao phí ship cho anh em nhá. Test nổ C2 cho các bác này. Test nổ này. Con số 2 giá 1,900,000 là bao phí ship nhá. Rồi tiếp theo C3 và C4 thì em có hai con cưa tay cụt. Phải nói là cưa tay cụt ngày hôm nay thì cưa tay cụt đời cao, máy chạy cực kỳ ngon và máy rất là đẹp các bác nhá. Rồi thì con C3 thì có con cưa Echo, con cưa Echo tay cụt nhá. Con này là mã của nó là ECS300T này, được trang bị xuất là 30cc nòng 36 ly. Thì nó là một trong những hệ tay cụt phải nói là VIP nhất trên thị trường hiện nay rồi. Siêu nhẹ nhé, trọng lượng nó rơi tầm 3,5kg thôi. Máy thì được trang bị chụp giật trợ lực lớn này. Với cái chụp giật trợ lực này thì tất cả mọi người đều có dễ dàng vận hành cách rất là dễ dàng, siêu nhẹ nổ luôn. Hệ Echo này là hệ cưa mà phải nói là cưa đời cao. Đấy, nó sẽ khi các bác cắt tải nó rất là ngọt. Và đặc biệt thì đối với các bác hay phải leo trèo tiểu cành, cần con máy cưa nhạy nổ, cưa nhạy nổ, cắt bền, sướng và lợi xăng, thì các bác có thể tham khảo con này. Dòng này thì xài bao phê cho anh em. Làm xích còn rất đẹp này, làm xích theo máy này. Làm của nó mặt cắt là 35-40 xích chung 91. Con này thì phải nói là nếu mà một trong những dòng tay cụt VIP nhất trên thị trường hiện nay rồi, của Echo nhá. Đó, con này mà
xài thì cực kỳ phê luôn. Phiên bản Eco siêu tiết kiệm nhiên liệu. Rồi em test nổ con C3 con này giá 2.200.000 là bao phí ship nhá. Tiếp theo C4 ngày hôm nay thì một con tay cụt đến từ thương hiệu của Mazu. Con này thì phải nói là hàng siêu tầm luôn cho các bác này. Con này thì được trang bị động cơ 2 bớt nhé. Động cơ 2 bớt nhé. Con này thì sẽ mã của nó là CS311M. Con này trong mỗi sắt là 31cc, nòng 37 ly, lam theo máy này rất là đẹp nhé. Lam của nó mặt cắt là 35-40 xích, là súng 91. Trọng lượng con máy này là 4kg. Máy thì được trang bị chụp giật trợ lực giữ nhé. Có khi có nghĩa là các bác giật lên, các bác nhả về thì máy sẽ tự động nổ nhé. Còn công nghệ rất là tiên tiến. Động cơ của máy là động cơ 2 bớt. Động cơ 2 bớt nhé. Động cơ 2 bớt thì chạy siêu lợi xăng, chạy cực kỳ thoát máy nhé. Máy rất đẹp luôn các bác này. Con này đẹp 95%, hàng thiếu cái thùng thôi, hàng thiếu cái thùng, hàng siêu tầm luôn nha. Các bác mua về siêu tầm cắt thì cực kỳ là ngon. Rồi, con C4 giá 2.4 triệu đã bao phí ship cho anh em. Em test đổ con C4 này. C4 2.4 triệu bao phí ship nhá. Tiếp theo con C5 ngày hôm nay thì em có con máy là con máy là đến từ thương hiệu Hitachi. Con này là Hitachi tay dài, mã của nó là CS35ED. Mã của nó là được trang bị công suất rất là mạnh nhá, 34cc, nòng 39 ly cho các bác nhá. Lam theo máy là cái mặt cắt là 35-40, xích là xài xích chung 91. Đặc biệt thì con này rất là đẹp này. Dòng Hitachi là một dòng cưa mà phải nói là em rất là thích luôn. Với cái độ nhạy nổ rất là cao, độ bền cực kỳ là cao luôn. Đấy, độ ổn định máy rất là tốt luôn. Máy thì chạy siêu tiết kiệm nhiên liệu. Và đặc biệt con này cưa một công suất khá là mạnh cho các bác trồng con cưa tay dài, cho các bác cắt gia đình, cắt củi, cắt nhánh, cắt leo trèo tỉa cành nhá. Máy thì full chức năng, thắng xích, thắng xích, trợ lực hết, có hết cho các bác nhé. Trọng lượng máy 4.5kg, cầm rất là nhẹ nhàng. Đấy, bô bọng này chưa chảy luôn, rất đẹp luôn. Con này thì màu đen tuyền, máy rất là khỏe, rất là bền màu. Rồi em test nổ con C5 này giá 2.1 triệu nhá, là bao phí ship cho anh em. Đấy, các bác nào mua con cưa tay dài nhá, chạy lợi xăng, máy đầm khỏe, đặc biệt thì máy đẹp, thì có tham khảo con này Hitachi C5 giá 2.1 triệu bao ship. Tiếp theo ngày hôm nay thì có vài con cưa cho các bác khai thác tầm trung nhá, cho các bác khai thác tầm trung thì C6 ngày hôm nay thì em có con cưa Echo CSV361. Thì các bạn nào thích thương hiệu Echo thì có tham khảo nhé. Con này là trong công suất là 36cc, đồng 40 ly, chụp giật trợ lực này. Lam theo máy là lam Latin các bác nhé, lam Latin. Mặt cắt là điểm 40, lam 40. Đấy, mặt cắt 40 nhé. Là xích là xài xích chung 91 cho anh em. Con này các bác đi cắt khai thác tầm trung, cắt keo quế mỡ này, xoan xiếc này, hạ cây banh gỗ tạo đường kính nhá. Đường kính 45-50 thì tương đương với cái số sơn, rất là dễ dàng. Và đặc biệt thì máy chạy cực kỳ nhạy nổ luôn, cực kỳ lợi xăng. Các bác hạ cây đứng, các bác muốn mua con máy trọng lượng nó vừa phải, di chuyển dễ dàng mà đáp ứng yêu cầu cắt cây nó phải phê thì tham khảo con này. Con này trọng lượng của nó rơi tầm 5.5kg cho các bác nhá. Rồi, máy rất đẹp này, máy rất đẹp này. Con này giá 2.5 triệu nhá, C6 2.5 triệu bao ship test nổ này. Oh,
Tiêu tiếp theo. Tiếp theo C7. C7 ngày hôm nay thì em có con Sirioa, có con Sirioa 352, Sirioa 52 các bác nhá. Thương hiệu Sirioa thì các bác đều biết rồi, nó là thương hiệu cưa là số 1 của Nhật Bản luôn. Về cái vòng tua, chất lượng, độ bền và cái trọng lượng của máy nữa. Con này trọng lượng của nó rất là nhẹ nhàng, rơi tầm 5,5 kg. Đi theo máy là cái lam Latin, mặt cắt của nó là đi lam, con này là lam dài các bác nhé. Mặt cắt cỡ đầu đó tầm 42, mặt cắt tầm 42 lam Latin nhé. Con này thì đi cắt khai thác tầm trung là đường kính vanh gỗ, tầm đường kính là 45-50, rất là sướng. Và các bác nào thích kiểu là thích tốc độ cao, thích máy khỏe đấy, xài gọi là nó cắt nó ngọt thì các tham khảo Sirioa này. Sirioa này chạy tua cực kỳ là lớn luôn cho các bác nhá. Sirioa 52 ngày hôm nay giá lam Latin nhá, giá của nó là 2,7 triệu này. Thường thường dòng này giá rất là cao các bác nhá. Con này giá 2,7 triệu bao phí ship nhá. Bơm xăng phụ đây này. Con này sẽ sở hữu cái tua rất là lớn nhá, đi cắt khai thác tầm trung, keo quế xoan xiếc là rất là ngon. Tét nổ này, con C7 cho các bác cảm nhận cái động cơ Sirioa. C7 Sirioa chạy mắc phê luôn. Rồi tiếp theo C8 này, C8 ngày hôm nay thì em có con cưa Echo 355 nhá, được trang bị công suất là 36cc, nòng 40 ly, nòng 40 ly. Con này thì thích hợp cho các bác khai thác tầm trung, đặc biệt thì hệ anh em miền Tây rất là thích dòng Echo này. Nó là Echo nòng đứng, chạy cực kỳ lợi xăng và đặc biệt thì rất là dễ xài. Máy thì được trang bị chụp giật trợ lực lớn để giúp các bác, là đặc biệt cái anh chị em phụ nữ hay là các bạn có tuổi rồi, mình giật máy nó cực kỳ là nhẹ và cực kỳ dễ nổ đối với mọi điều kiện thời tiết nhé, mọi điều kiện khí hậu luôn. Lam theo máy là cái lam Latin này, mặt cắt là 35-40, rất là đẹp luôn nhé, rất là đẹp luôn các bác nhé. Máy thì như mới luôn. Trọng lượng máy con này sẽ rơi tầm 5,5 kg cho các bác hạ cây đứng nha các bác nhé. Dòng này là dòng đời cao, những cái dòng đời cao thì nó mới chụp tích hợp được cái chụp giật trợ lực lớn, giúp các bác tối mình tiết kiệm tối đa cái sức lực của mình nhé, tiết kiệm tối đa sức lực của mình. Con này thì bơm xăng phụ đây. Con này giá 2,8 triệu này, là bao phí ship cho anh em nhé. Em test nổ con C8, các bác nào thích cái dòng Echo thì cũng tham khảo nhé. Dòng Echo nó thương hiệu nó rất là phổ biến rồi, cực kỳ là phổ biến rồi. Những cái dòng đời cao Echo thì các bác cắt tải quá phê luôn. Giá 2,8 triệu bao ship. Tiếp theo con C9 con cuối cùng ngày hôm nay. Cuối cùng ngày hôm nay thì em có con Sirioa Short, Sirioa 4 số. Con này là 1039 này, siêu VIP rồi các bác này, 1039 siêu VIP nhá. Con này thì phải nói là một cái dòng mà được các bác săn đón rất là nhiều. Máy được trang bị số là 40cc, nòng 40 ly, lam là lam Latin này, lam Latin tản nhiệt nhá. Lam Latin tản nhiệt X325. Con này thì các bác hạ cây đứng này, hạ cây đứng vành gỗ tầm đường kính là 50-55 thoải mái. Và đặc biệt cái dòng Sirioa thì nó vua rồi. Đặc biệt thì con này phiên bản short, con phiên bản 4 số đời rất là cao, tích hợp một cái chụp giật trợ lực lớn. Trợ lực lớn này giúp các bác giật nó rất là nhẹ nổ. Con này sẽ sở hữu cái tua rất là lớn nhá, chạy rất là lợi xăng, tua lớn lợi xăng. Với cái trọng lượng của máy này rơi tầm 6kg, 6kg các bác nhá. Đây, xích này, làm xích rất đẹp luôn các bác nhá. Xích cục pana luôn các bác này, xích chưa rũ luôn nhá, xịn luôn. Rồi, con này thì đây nó có cả cái kẹp chì ở đây này, đó, mã của cửa hàng nhá. Con này máy rất là mới, rất là đẹp nhá. Con này giá 3,2 triệu C9 này, là giá 3,2 triệu là bao phí ship cho anh em. Test nổ cuối cùng ngày hôm nay 039 nhá. Con này thì chạy cực kỳ loại xăng, 40cc nòng 40 ly, máy của Sirioa khỏi chê luôn. Chạy đây em sẽ test cho các bác cảm nhận tiếng nổ nhá, cực kỳ đã luôn. Boom, 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 boom.
nhẹ nhàng tình cảm của nó. Con này giá là 3,2 triệu nhá, C9 giá 3,2 triệu bao ship nhá, C9 giá 3,2 triệu bao ship đó. Ok, thì em cũng xin phép kết thúc cái clip tại đây. Anh em quan tâm sản phẩm liên hệ tiếp qua số điện thoại cửa hàng là 0976 123370. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Chào tất cả mọi người.